shop bán hàng online chuyên nghiệp. Chính kính chào toàn thể các bác nhé. Thì bên em cũng có khá nhiều clip là giới thiệu về bộ trèo cây như này rồi nhé. Thì hôm nay em sẽ gọi là test thực tế cho anh em cái bộ trèo cây hai đinh nhá, phiên bản bằng thép nhá, test thực tế luôn nhá. Đấy thì các bác có thể thấy nha, thì nói chung đấy em cũng đã đi vào rồi nhá, cũng đã đi vào rồi. Thì trước khi các bác mà sử dụng bộ trèo cây này thì mình nên trang bị cho mình gọi là một đôi giày thì để đảm bảo khi mà để cho nó chắc chắn hơn cái bàn chân của mình, thì khi đấy các bác sử dụng nó cũng dễ dàng hơn nhá, sử dụng và các bác trèo cũng dễ dàng hơn đấy nhá. Thì em cũng có trang bị một đôi giày rồi. Đây thì các bác nói chung giày nào cũng được thôi nhá các bác nhá. Đây các bác nhá, anh đi nhá, thì đây đinh của nó nhá. Đấy đây nhá, đây thì em cũng sẽ thử một cái cây nhá, cũng thử một cái cây rồi đây nhá. Thì em cũng đeo xong rồi thì bây giờ em sẽ quay luôn và em sẽ trèo thực tế luôn cho các bác xem nhá. Bên em toàn thợ nghiệp dư thôi nên là cũng trèo cũng tầm tạm thôi các bạn. Đây nhá, em trèo thử luôn cho các bác xem cái độ an toàn và độ dễ trèo của nó nhé. Cây rất là to. Nhá, cây rất là to luôn. Nói chung là bộ cây này thì các bác cứ ôm được là các bác có thể trèo được nhá. Đây nhá. Đấy. Đây nhá, thì cái phần mố đinh của nó ăn rất là sâu nhá. Mố đinh của nó ăn rất là sâu. Đấy. Nhá. Đây thì em lên xuống thì cũng nhẹ nhàng thôi nhá. Lên xuống thì cực kỳ là nhẹ nhàng. Nhá. Đây, em trèo xuống thấp một chút cho các bác xem về cái độ đinh của nó ăn vào nhá. Đây, đây nhá, đây các bác thấy nhìn này, đinh của nó ăn rất là sâu. Đây, nhá, đây các bác có thể thấy nhá. Đấy, chung là cái da của cây này nó hơi cứng, nói chung là nó cũng chỉ được tầm 70% thôi các bạn nhá. Nói chung là rất là an toàn. Em trèo tay bo không này vào bộ trèo cây này nhá. Đây rất là an toàn, không thể rơi được đâu các bác nhá. Đấy nhá, các bác bám một tay này, bám rất là chắc luôn nhá. Đấy nhá, các bác có thể thấy trèo rất là nhẹ nhàng, nó không bị mất sức nhá, không bị mất sức đâu nhá các bác nhá. Đấy nhá, đây em vừa trèo vừa nói này là nó hơi mệt một chút nhá. Đấy, trèo rất là an toàn, trèo nhanh nhẹn luôn nhá, trèo rất là an toàn. Đây các bác có thể thấy nhá, đây nhá, để em đi xuống luôn. Đấy, xuống rất là nhẹ nhàng, mình cứ xuống từ từ thôi nhá. Đấy, các bác nhìn thấy này, các bác nhìn này, nhìn những cái đường mà đường đinh nó ăn vào đây nhá, ngậm rất là sâu. Đấy thì cực kỳ đảm bảo cho các bác là an toàn chắc chắn luôn nhá, rất là đảm bảo an toàn chắc chắn. Đấy, đấy các bác có thể thấy nhá, đây phần đinh đây nhá, thì đinh này là nó đinh bằng được thiết kế gọi là bằng loại thép non nhá, thì nó đảm bảo cho các bác là cái độ cứng cáp nhá, đảm bảo cái độ cứng cáp cho các bác khi các bác trèo cây nhá. Dù các bác nặng khoảng tầm 50-60 cân, 70-80 cân thì vẫn chịu được, nó vẫn chịu tải được nhá. Đấy nhá các bác, như em là thân người em ăn là 70 cân nhá, thì bộ này nó vẫn trèo ok, vẫn trèo được nhá. Đấy, nhưng các bác thì các bác có thể thấy nhá. Thôi thì mọi chi tiết thắc mắc thì các bác cứ liên hệ đến cái số điện thoại mà em ghi trên màn hình thì để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng tư vấn nhiệt tình luôn cho các bác nhé. Rồi thì hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip sau nhé. Rồi xin chào.